Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của Hang Dã Vùng Cao. Nay thì hai vợ chồng mình và cô ruột lại đi lên rừng hái quả mọi người. Hôm nay thì vợ chồng mình với cô đi hái quả chám. Và đi vẫn như mọi khi thôi, công việc thường ngày. Đi tìm lấm lim xanh và thấy một cây chám hôm trước cô mình bảo rồi. Bây giờ hai vợ chồng mình với cô đang lên xem không biết có còn nữa không. Đi rừng thì lên đến rừng thì thấy cái gì sẽ lấy cái đấy mọi người ạ. Cho nên là cũng chưa biết là đi sẽ được gì và hay là không được cái gì. Bây giờ thì bắt đầu hành trình nha mọi người nhé. Hôm nay trời nóng nhỉ. Mình vừa đến một cái cây quả chám. Con thấy quả không có hàng? Ở ngoài vẫn nhìn thấy phải không? Cô định chặt cây chám này á? Thế thì năm nay chặt thì sang năm mất ăn à? Chặt thì đơn giản ấy, có cái là mình phải trèo lên mình lấy để sang năm còn có cái mà lấy chứ. Ở đây có cái dây để trèo dễ không? À dây này dây khô, dây khô. Từ dây tươi dễ trèo. Khá cao đấy nhỉ. Trèo lên cháu chọc dụng cô mới thuyết dưới này nhặt nhá. Nhận được quả chén luôn rồi. Mời tất cả mọi người nhá. Có hàng ngon ăn à? Chắc chắc. Ăn hình như đường nước nước ngọt nhỉ. Hôm nay vợ không xông phong trèo nữa nhỉ? Không, hôm nay cây có nhựa. Hả? Hôm nay cây có nhựa. Rất là khó lấy mọi người ạ, mình phải lấy một cái cây dài để mình chọc cho quả nó rụng đi. Đây, mình vừa chặt một cái ngọn nứa kéo lên. Ở đây có mấy quả, mãi mà ngọn kia nữa. Cây này cũng bình thường, không sai lắm. Chắc cũng được khoảng 5-7 cân. Đấy, nó rụng xuống đầu đấy. Dễ rụng lắm. Mệt quá. Vừa từ trên xuống khát nước quá. Mệt không? Mướt mát mồ hôi à? Mướt mát mồ hôi à? Hey. Quan chám không? Nghỉ tí ạ. Wow. Cho anh chấm nữa. Cây này không sai lắm mọi người ạ. Leo lên vẫn còn nữa nhưng mà khó lấy quá. Đây có bằng này đâu. Vâng.
À, cái cứ ăn ấy kìa. Ăn mấy quả nấy lại ăn nữa. Vâng. Ây da. Em ăn mười mấy quả. Cái quả này có vị bùi bùi chua chua ngọt ngọt đắng đắng. Đủ hương vị luôn quả chám này anh nhỉ. Ăn xong thì uống nước rất là ngọt. Tốn nước lắm ăn quả này. Chặt cái hột này ra, trong cái hột này cái trắng trắng ăn bùi. Dạ. Dạ. Vâng. Nhân nó ăn như hạt lạc ấy. Ăn ngậy hơn ấy. Trước này cứ chặt ra xong thì đập xuống đống đất thì để đan đẹp rồi. Quả mấy ăn mới ngon. Đây khều cái nhân trắng ra ăn bùi ấy. Cái này phải ngồi rảnh cơ. Ở đâu ấy có hàng không? Dám vào á? Có bị đốt không? Chỗ nào ấy? Ông gì ơi? Ngay cạnh cây lắm à? Cái này đi xuống thì không mệt nhưng mà nó quay lên ấy. Đi xuống mà là đi xuống khó hơn đi lên. Hả? Cô bỏ chuyện là chiếc bỏ bùi chữ rừng đây á? Đây cây lắm này còn chê nhỏ á. Mấy cái lụp to tướng rồi. Wow. Này mà nó xòe thì bà Hằng lại tiếc à. Có lấy không? Ui. Cái lụp này thì giá trị dược liệu của nó hơi thấp một tí mọi người ạ. Bởi vì nó chưa xòe. Nhưng cái này thì đem về uống nước hàng ngày, thanh lọc cơ thể rất là tốt. Nhưng mà bọn mình không hái nhiều đâu, những chiếc này để cho nó xòe. Mình hái một cái để cho mọi người. Đây, chưa xòe. Bà cô mình mới đây. Vợ đi mãi kia. Ý, đi nhanh chứ. Đây gốc lắm đẹp này mà ai không để ý, đúng là dẫm tan cả tổ thì thôi. Hái hết lắm em có hàng. Hái hết rồi. Hái rồi không tí nó ra được không ạ. Gốc lắm đẹp nhá. Mới có nhỉ. Cái lim xanh. Wow. Nay mà có hàng không đạp tan nên ra luôn nhỉ. Cái miệng nó ở đâu có hàng? Hả? Cái miệng nó. À cái này ấy được, cô làm thủ tục cho. Dạ. Mày đưa cô làm thủ tục cái đấy cho. Cô bắt à cô đốt tổ này á? Ừ. Cô làm thủ tục cho mày tí này ấy nè. May nhỉ, vừa được một gốc lắm lại thấy một tổ ong luôn. Mày chết lùi vào đấy. Cái lấm lim xanh, những cái lấm giá này rất là tốt để dược liệu của hàng nhỉ. Ừ. Lấm này đặc trị ung thư mới đau dạ dày này. Như mọi lần thì mọi người vẫn comment hỏi vợ chồng mình. Hộp cháy được đấy, có mà đốt chẳng cháy. Mấy hôm nay mưa ẩm này cháy nào được. Bây giờ có mà châm chẳng cháy, nó có tách. Thôi được, cho sung. Giờ triển khai bắt lấy ít nhộng ong này. Ăn cũng đói rồi. Em theo cơm lắm mà. Cả mì tôm cơm nắm này, nói đâu ăn đấy. Hay là cứ vào cái ôm nó ra. Rồi bà vào ôm đi để cháu chuẩn bị tinh thần tìm chỗ nào lỏng quang cho chạy. Ôm nó ra. Ôm cái chạy cho nó chạy thì sao chạy nó đi. Thì phát được xuống đấy gầm cái này nó không ra được. Ồ, lại chơi luôn cái vảy màn bắt ong đo này á. Vâng. Phí nhỉ, lần nào đi thế tí thế ong đo bắt kiểu gì? Ong đo thì cái giá cần cái gì cứ thế cho tay vào móc ra. Ong đo nó cắn lên mũi. Cắn như muỗi cháu thầy. Tập tổ nữa thì lấy cái gì? Xé áo ra. Xé áo ra làm vải. Ông này ông ngủ ngày cũng không sợ đâu. Cái gì nó đuổi à? Nó cười cô cháu
cái là ra. Tuột đúng không? Mấy cái à? Đây cái. Ê, ê, con chọc nó lát rồi, ơi, từ từ. Có. Đi. Đừng chọc, được không? Cái vào thật á? Cháu có quái nào không? Ui ơi. Ui trời ơi. Đừng có vào. Thế thì con lấy cái này, cái con kia đâu rồi? Cái con đấy đâu rồi? Cô thì đưa một gồng sổ ra. Đừng chọc nó lát, hết lửa rồi. Đây đây, còn con để thiết đây, cành trà đây để anh vụt cho. Đấy, đấy nó bay bên dưới. Được rồi không? Chưa. Đấy đấy. Biến chưa? Chưa, nó bay bên dưới thả hẳn nửa xuống. Nào. Chết. Con có bảy không? Có nhiều không? Chạy tiết thì làm gì cái đấy quá là bọc mày quá. Ui quá mày luôn cô ạ. Bị hết luôn. Ui. Đây thoải mái một bữa. Được. Ông ngủ ngáy, cô chọc ra đây, ôi tận dụng ăn luôn. Cái hôi mù. Luôn. Đây đây, mì thịt. Bít nhé. Thử. Đây xem. Đi, toàn con trắng là ngon. Ừ, đi đi. Lên kia đi, lên chỗ thoáng. Bộp một cái, xuống hết cả người. Bộp một cái. Mũi đốt sưng hết mặt chưa? Còn cả lưu bác. Ui. Thôi quay ra lần lắm bà hàng nhặt hết rồi. Cái lấm này đẹp này. Cái này mà biến cái loại ong mà nó ác ác mà cứ mãi lúi húi nhặt lấm vậy. À đây còn một cái thôi bà hàng ơi. À, dưới gấm hết rồi. Ồ bà này lấy đúng rồi. Không nó mọc ở dưới cái gấm ấy. Ừ. Cái bé bé thôi. Này. Thế đâu? Vẫn kiếm lại ơi nhỉ. Vẫn mót được một cái sót của bà Hằng. Đi. Mà khoe. Đói mệt lắm rồi. Ở đâu á? Chuối ở đây thì vác nào ngược cái rạch được. Thôi lấy một ít về để ngâm rượu. Ui, dẫm á. Cho đổ phát vào người. Không đau đâu mà. Hả? Không đau đâu. Chặt nhá. Không chặt thì chắc em neo lên đấy. Đây là chặt nhá. Ừ. Anh cứ cho đổ thẳng vào hướng này luôn. Kế nên đổ vào người chẳng sao. Đổ vào người thật. Ôi. Ôi giời, tí vào đâu. Ô quả đẹp nhỉ. Mượt thế. Lấy cái nói ăn. Bì này về lộm ong thì sướng á. Cái nhỏ nhỏ này mới ngon, những cái bì to chát á. Đẹp thế. Đói à? Càng ăn càng đói, đi lên bằng kia lấu cơm.
Đi bỏ đồ ra ăn đi. Nay thì vợ chồng mình với cô đem theo khá chi là đầy đủ đồ ăn theo này, toàn đồ tận dụng đem theo nhà để đỡ phải nấu nướng. Ôi rơi hết đòn bay ra ngoài. Hôm nay về được khoảng 6 gì. Chả ăn thuyết ăn dọc rừng. Thuyết hôm nay vớ vô của đồ ăn. Dọc rừng. Cứ đói lấy ra ăn. Chết. Từ lúc vẫn ăn á? Vâng. Cứ vừa đi vừa ăn. Mặt môi thâm hết kìa. Bây giờ tìm môi thâm hơi hiền nhỉ? Chị thù cái này. Lau vào rửa. Ôi. Cái tổ ong vừa nay thuyết để không để trên chỗ này cõng theo đúng không, mới đừng để thật cha vào thật được, còn lá chuối sạch mà mình cứ bỏ ra đây không trộn, có đem theo cả nước chấm với tương ớt ở đây. Đây đấy, bỏ thẳng ra lá chuối sạch đây. Mà đây cho vào đây, à đây cho vào đây, trộn cái gì đây, tương ớt vào thì chén này. Muối à? Vâng. Bà mẹ này. Cô cháu mình dại. Quá cuối cho cô cháu cứ mặt là cuối. Tí nó còn đập vào mặt chứ còn đứa còn vênh lên. Quạt vừa tái đấy nhỉ. Đấy, đứng xa ra. Hết họ ở bên này. Đúng rồi. Kết thú đến mặt. Ai đi đến gần nó còn có thằng quạt chưa sướng. Sướng chưa? Ủa, nhập. Sướng chứ nhập lâu à. Ôi ta nhìn này. Bông bối văn lòng bốn con đây này. Đúng không? Ừ, những con đấy ăn mới sướng, những con đen kia mình phải mổ. Toàn tiền này. Đấy, có ong bầu đến này, có hàng. Nó thấy mùi nó sẽ đến ngay. Chắc tổ nó đâu đây. Ông... mình để rình nó tỏ ong bầu. Thế phải câu, miếng mùi to to hả? Đi nào tới. Sao biết nó ở gần đây. Chắc tổ cô thấy rồi. Cô thấy được. Xong rồi. Thì ăn xong đi bắt nhỉ. Có một cái khối nó đem biển lần tổ đấy. Mệt lắm à. Cứ ăn xong rồi nghỉ ngơi xong còn sức thì đi xoay tiếp, mà không thì lần theo đây về chết. Bà Hằng, bà Hằng là còn đem cả đũa đi cả, thế không đem cả bát mới xoang đi theo luôn. Gấp con một rồi. Ôi trời, lại thành bữa ăn ngon rồi cô ạ. Tí bỏ hết là chết, nó chiến hết đấy. Bằng lại quá mới được đi. Ơi bằng này quá, từ lúc ấy em ăn đến bây giờ còn hơn bằng này quá rồi. Răng đẹp nhé, tốt nhé. Nó ghê răng là gì chị? Bây giờ ai quạt cho cương được, nó cương quạt cho mọi người rồi. Thay nhau quạt. Phải biết kiểu chứ không phải vào mặt nhau ấy à. Đây, mùi ớt đây, có cả ớt cả. Đó, cứ thử xong. Đừng hay là cho ít chuối vào cho nó chan, cho vị chan. Bảo là sao có chuối, không ai ăn chuối à? Hả? Bà Hằng? Hay cho vị chan này vào? Chám nữa nè. Chát quá. Có chám này thái ra cho vào thì hợp lý. Mà thôi. Vẫn có hai một quả chanh em theo đây. Cô Hằng chưa ăn lộm ong sống kiểu này qua. Ăn lộm chưa đâu. Ăn được chín đúng không? Thế thì ăn được sống vì gì đâu. Nếu nó mà tùy từng người, có người bị dị ứng thì... thế không việc gì. Có ăn hay không? Nắp đây. Nhất chua. Là phải chồng có cô quạt rồi. Tí cháu lại đến lượt cháu, vừa nãy cháu quạt trước rồi đây. Rất nước măng chua đây. Ây da, vợ còn chuẩn bị cả nước măng chua đem theo á. Nước măng chua. Còn chắc chắc nó lọc hay sao, khóc là có một ít bã rồi đấy. Chuẩn nước luôn. Cháu còn đem theo 4-5 gói mì tôm kìa, nếu mà. Hôm qua Dũng mới bảo cái gì á, mẹ mai đi mua mì tôm nhá, của chị Thiết cho con, có 900 nghìn thôi, bà chết 900 nghìn một thùng mà dám mua á. 900 nghìn. 900 nghìn thôi chị Thiết mua ấy. Có 70 nghìn một thùng, không biết nó nghe tin ở đâu, 900 nghìn đúng không? Mà trẻ này. Thế nhưng mà là còn bảo mẹ bảo có 900 nghìn thôi, rẻ, vẫn rẻ cái 900.
Đúng là vợ là này chuẩn bị cả tương ớt đem theo này nữa. Đã ớt không đủ chứ. Ớt chưa đủ phải cho tương vào. Nước chanh. Muối. Rất là ngon hả? Tuyệt vời luôn. Đang đói. Thơm đấy nhỉ. Mùi măng chua nó lộn với dĩ ngon. Ôi. Tay nó này cũng đèn quá mày có đũa. Cái này là mình sờ chám nhiều nó mới thế. Sờ chám sờ chuối. Mình sờ chám. Thì hái lấm, rửa lỗ chả sạch cả phải mấy ngày nó mới sạch. Nhựa. Ui nhiều muỗi quá. Nhựa, cái này có nhựa. Dùng đũa đi. Cơm này thì phải cầm lấy bằng tay à. Mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả mọi người dùng bữa cùng cô cháu mình nhá. Cô ruột mình ấy, nhìn trinh gái không? Tính chứ nhỉ. Trinh hơn cháu gái không? Đi rừng này ăn gì cũng rất là ngon mà. Miếng cơm nó sót ruột ăn. Thế ăn chám nè. Không biết ăn mà. Cho măng chua vào cái nó quện ra nhỉ. Ông lộn. Đủ đậu chua chưa? Tất cả mọi người nhá. Làm một gồng hết lửa đĩa. Gỡ thì lâu nhỉ. Ngon tuyệt vời. Có mùi măng chua ngậy ngậy. Ông sống lộn mà măng chua với lại rau thơm. Một chút tương ớt vợ chồng mình đem theo. Chanh nữa, chua cay. Béo lắm ăn cảm giác cả nhỉ. Quá trộn cả chám nữa. Ăn đi bà Hằng. Không có bát nên cháu không gắp được cho bà đâu, bà khắc tự ăn. Để cháu têm cho bà Hằng một miếng nhá. Có bỏ ra thêm thêm hết thế nhỉ? Bỏ hết rồi cô. Này cho vợ này, bà Hằng không ăn dở cả cháu. Đấy em ăn thử xem. Chết thôi. Đã miếng phồng mồm trận mắt lên này. Ăn này thì tốn mồi lắm bà Hằng nhỉ. Cái tên cả muối. Thật á? Món này. Chừng là hắn hắn rồi kìa. Ây dồ. Ngon. Thơm mơ ngon. Đấy. Này mà mấy thằng mấy bà ông cho mày một ui ui cảm ơn bà. Thì phải ăn ớt chứ không ăn ớt khôn nữa. Cô cháu mình hôm nay nhặt chám nên là mới lại toàn lấy đồ có nhựa nên tay ai cũng đen quá. Mời mọi người nha. Cố tay mới trắng mà. Nó như nhạc quá. À, ui. Này ba lần cô tên nữa là hết cả đĩa. Thì hết. Rồi hết. Thế là ăn thay rau. Chá ta ăn nào được. Mất tích rồi. Đây chẳng ăn hết rồi. Ăn nốt cái đống mây, giọt mây. Ăn môi như thầm. Thế ăn nốt đi. Chết rồi đây. Không, còn miếng cơm cháu lo rồi. Cho anh ngon em xin. Cho anh ngon em xin vậy. Chấm đây này. Nên là cái tay sát thôi thôi. Tay là anh đẹp suy. Đi rừng rồi hả? Nhặt chám à? Muối còn. Ây da, cay. Anh à, cay. Hết nước rồi. Hết rồi, còn mỗi quả thôi. Cay quá. Đến đây thì cái video của cô cháu mình cũng khá là dài rồi mọi người ạ. Có lẽ thì mình xin phép dừng cái video hôm nay tại đây mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở trên những video tiếp theo. Chào tất cả mọi người nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Lần đầu tiên lên sóng với hai vợ chồng mình đấy. Hai cô đây là cô Hằng, cô ruột của Thuyết.
Nhìn có giống nhau không mọi người? Giống nhau chứ, cô cháu mình thật. Băm nó ra mà. Nó còn non quá phải không? Hơi non. Chưa già đâu. Đâu có mà uống được sao con nó quá non nhỉ?